Thì nhiều bạn có thắc mắc mình rằng á, là các bạn muốn mình show cái gốc mà để dành thức ăn cho cá, với lại kêu mình là show cái cách cho cá ăn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để chiều lòng các bạn, là mình sẽ cho cá ăn và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cách để giúp cho cá các bạn ăn khỏe các bạn nha. Ok. Nè nè nè, show cho các bạn xem cái gốc mình trữ thức ăn cho cá các bạn ơi. Thì hai bình Artemia dọn dưới đây là chùm chỉ đây. Chùm chỉ này để dành cho cá la hán với cá bảy màu ăn. Còn các bạn thấy cá chép mồi không? Đây, cá chép mồi là để dành cho rùa với cá sấu ăn. Đó. Ở dưới đây còn có bò bo nữa, mình mới đi mua được một ít bò bo nè. Đó. Giờ đây là cái khay để trữ chùm chỉ. Thì cái khay này mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn làm rồi, nhưng mà bây giờ mình cũng sẽ nói lại cho nó dễ hiểu ha. Cái khay này là mình hồi trước mình chỉ có hai tầng thôi, ở dưới là tầng lọc, còn ở tầng ở trên đây là để trữ chùm chỉ nè. Nhưng mà bây giờ mình thêm một tầng nữa để gia tăng cái số lượng trữ chùm chỉ lên. Thì ở dưới góc đó nó có một cái máy bơm nước lên qua cái giò này. Đó. Xong rồi cái bắt đầu nó sẽ xả xuống cái ống này. Nó xả xuống tầng này và nó xuống máy lọc nữa, là nó lọc từng hoàng luân phiên đó. Giờ đây mình có giọt để cho lượt cho trứng nè, đó. Rồi muối nè, không Artemia nè không. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái bí quyết để các bạn có thể yên tâm khi mà cho cá các bạn ăn những thức ăn tươi sống giống như là trùng chỉ nè. À, cá tươi nè hoặc là bo ha. À, mình đã chuẩn bị sẵn một cái ly trùng chỉ nè. Trùng chỉ này thì mình đã trữ được 3 ngày rồi. Mình đã trữ được 3 ngày rồi, nó cũng khá là sạch rồi. Và ở đây là bo nha các bạn nha. Bo này mình mới mua hồi sáng. Đó, mình về mình thay hai lớp nước rồi. Rồi, thì ngày trước á, mình kể cho các bạn nghe, ngày trước á, mình mua về mình cho ăn như này. Mình nghĩ là trùng chỉ mình đã trữ sạch rồi, còn bo mình thấy cũng sạch, mình thay nước nhiều lần thấy cũng sạch rồi. Nhưng mà khi cho ăn á, con cá nó của mình nó cứ càng nuôi nó càng bị tóp cái bụng lại và nó càng bị yếu đi. Màu sắc nó càng lợt lạc hơn. Thì mình mới phát hiện ra một cái sản phẩm. Mình mới xuất hiện ra một cái sản phẩm có tên là Bắc Cộng. Thì sản phẩm này nó ghi là vi sinh tiêu hóa. Nó ghi là vi sinh tiêu hóa. Và khi sử dụng cái này dễ lắm các bạn. Khi sử dụng cái này dễ lắm. Các bạn chỉ việc là xịt vô thôi. Các bạn chỉ việc xịt vô trong cái thức ăn của chúng ta, có nước cũng được. Thấy không? Xịt cái liều lượng vừa phải. Cái mùi nó chua chua giống như giấm vậy đó các bạn. Đó. Rồi vậy thôi á. Vậy thôi á, là chúng ta để 15 phút sau là chúng ta có thể cho cá ăn được rồi. Rất là đơn giản luôn, nhưng mà hiệu quả trông thấy luôn các bạn. Để mình nói chút xíu về cái sản phẩm này. Thì theo mình biết á, là cái sản phẩm này là một sản phẩm mới dành cho cá cảnh. Dành cho cá cảnh các bạn nha. Thương hiệu là Coica. Để cái sản phẩm này chủ yếu á, nó có chức năng chủ yếu là để xịt vô thức ăn, để khi mà con cá chúng ta ăn vô nó sẽ khỏe mạnh và nó ỉa rất là nhiều. Cái này ỉa rất là nhiều, để kể tiếp câu chuyện ỉa rất nhiều cho nghe. Hồi trước á, còn cái bầy cá của mình á, nó hơi lờ đờ, có nghĩa là nó chưa phải gọi là bị bệnh, nhưng nó hơi lờ đờ mệt. Cái bắt đầu mình mới cho nó ăn cái này. Mình cho nó ăn cái này thì lần đó cũng chỉ là mua về xài thử thôi. Nhưng mà khi mà đến sáng hôm sau á, là mình thấy dưới cái hồ, cái đáy, phần đáy á, nó rất là nhiều các bạn. Là có nghĩa là ỉa hàng hà cái số vật dưới đó luôn. Xong rồi tự nhiên khỏe luôn. Ôi, hơi ghê không? Tự nhiên cái khỏe luôn, khỏi cần xài thuốc luôn. Thì từ đó mình xài cái này rất là nhiều. Các bạn thấy không? Mình xài cái này rất là nhiều. Đó, cái xịt vô vậy thôi. Chưa, cái này còn một cái xịn hơn, cái này còn một cái xịn hơn. Là sau khi xài nha các bạn nha. Thì mình không có chăm vi sinh định kỳ luôn. Mình không cần chăm vi sinh định kỳ luôn. Cái sản phẩm này theo mình tìm hiểu á, là nó là vi sinh tiêu hóa. Mà các bạn biết vi sinh á, chúng ta có thể làm trong nước khử mùi tanh. Thì cái này là vừa làm tiêu hóa mà vừa làm trong nước luôn. Trời, ghê không? Là từ hồi trước giờ là mình khi mình xài cái này rồi á, là mình không có chăm vi sinh để trong nước nữa. Cứ mình cho ăn hàng ngày là nó tự nó trong nước luôn.
vậy thôi. Thì khi mà các bạn mua sản phẩm này về, các bạn xịt vô vậy xong rồi các bạn ngâm 15 phút hay 10 phút hay 5 phút vậy á, rồi các bạn cho ăn. Cái này là mình coi hướng dẫn là có thể là sử dụng cho cám luôn các bạn nha. Từ từ mình lấy nét cho các bạn xem. À, cám đâu? Đây nè. Thức ăn khô nè các bạn thấy không? Cám bột tảo, cám viên nè. 5 lần xịt cho 50 g nè. À, thức ăn tươi sống, Artemia, trùng chỉ, trùng huyết, tim bò nè. Xịt 10 lần cho 50 g nè. Cái sản phẩm này là của một công ty Việt Nam các bạn nha. Được cục kiểm nhận rồi. Nè, có mã số lưu hành nè. Đó. Và có một cái điểm đặc biệt đó nha, là có cái chỉ số GMP các bạn. Cái chỉ số GMP là một cái chỉ số quốc tế gì đó, là mình không rành lắm nha. Nhưng mà cái sản phẩm này là bán trên thế giới rồi. Nghe đồn là có bán bên Indo với Malaysia rồi. Nhưng mà Việt Nam thì chỉ có một hai người xài thôi. Mình thấy chỉ có một vài người xài thôi. Mình không biết sao một sản phẩm hay như vậy xuất khẩu thế giới mà ít ai xài quá. Các bạn thấy không? Đó. Thì sau khi các bạn coi xong cái clip này, các bạn có thể tìm mua sản phẩm này để về xài cho cái cảnh. Mình thấy là xài rất ok. Xịt tiếp. Nói chung là cái này càng xịt mình thấy nó càng trong, càng xịt cá ăn nó càng khỏe các bạn nha. Rồi ok, đợi 15 phút rồi mình sẽ cho cá ăn. Đây các bạn thấy con cá của mình nó đói bụng, nó đòi ăn nè, thấy không? Đó, sọt sọt tay nó bu lại ghê không? À, giờ bây giờ mình cứ đổ vô cho nó ăn bo bo thôi, trứng nước thôi. Rồi quất đi mấy đứa. À, cái này là coi đen các bạn nha, coi đen nhưng mà lên đèn cá rồng nhìn đã không? Rồi bây giờ cho mấy con rát ăn nè. Ngày trước á, mình nuôi cá nói chung là mình cũng không có so cho cái gì vô thức ăn cho cá hết á, không có cho thuốc men gì vô cho cá đó. Nhưng mà hên xui có bầy thì nó khỏe mạnh, thì có bầy nó ăn vô nó dính, nó bị đau bụng, nó ỉa chảy tùm lum tùm la thì cũng phải chịu thôi các bạn ơi. Cá mà còn ỉa chảy nè. Đó, các bạn thấy cá bơi khỏe không? Từ ngày mình xài cái này rồi thì cá khỏe lắm rồi, cá cực kỳ khỏe luôn. Trang đồ tươi sống thoải mái, chỉ có điều nó ỉa hơi nhiều mà thôi kệ, nó ăn được thì nó ỉa được, chứ cho nó ăn không cho nó ỉa làm sao máy. Đúng không? Cái này là Tiger King Cuba. À, Tiger King Cuba này, hát Belu Good Bomb phiền các bạn nha. Thì cái coi cá bắt cộng này á, xài được cho tất cả các loại cá các bạn nha. À, thấy ăn thấy ghê không? Mình xin nhắc lại lần nữa nha, khi mà cho cái thuốc đó vô thì con cá ăn xong thể ỉa rất là nhiều. Nên các bạn nào mà sợ nó ỉa nhiều thì các bạn nên cân nhắc các bạn nha. Để mua về ăn xong nó ỉa quá trời là đã thừa tôi cho uống cái gì nó ỉa quá trời ỉa. Và thật chất á, là nó tiêu hóa hết cái thức ăn mà nó ăn á, thì nó sẽ ỉa ra rất là nhiều các bạn nha. À, cái đó là cái điều hiển nhiên rồi. Rồi qua đây cho tụi này ăn miếng nè. Đó. Bu về. Ồ. Thế thôi. Rồi. Đây, câu đỏ rồi. À, cái coi đỏ này thì mình cũng có một cái muốn chia sẻ cho các bạn. Là cái coi đỏ này nó sẽ chia ra có một loại coi đỏ thường và một loại coi đỏ xịn các bạn nha. À, coi đỏ thường á, là cái đầu nó sẽ không có đỏ đậm như này. Còn coi đỏ Gene, người ta hay kêu bằng coi đỏ Gene, là cái đầu nó sẽ đỏ đậm hơn. Thì thế khi các bạn mua, các bạn phải hỏi cái người bán á, là cái coi đỏ này có phải coi đỏ Gene không. Tại vì cái coi đỏ Gene khi mà chúng ta nuôi thời gian sau có thể là nó sẽ lên được cái tay bơi màu đỏ luôn. Tay bơi màu đỏ là chúng ta sẽ lời quá trời lời luôn các bạn nha. Ai. Đó. Các bạn thấy cá sung khỏe không?
chưa kể ở đây là mình là tiệm cá nha, chứ không phải là mình là chỗ nuôi đâu. Chỗ này là tiệm cá, là khách người ta ra, người ta ra vô, người ta vớt liên tục luôn á. Đó, người ta vớt liên tục luôn mà. Các bạn thấy cá nó lanh ghê không? Cái này khó làm lắm nha. Các bạn đi tiệm cá cảnh, các bạn mua, các bạn thọt cái vợt vô là nó chạy mất tiêu hết trơn rồi. Nhưng mà cái này là tiệm mình là tiệm cá mà con cá nó bơi là nó bu ăn như vậy là khó tìm lắm. Nè cái bầy tiger king hồi nãy mới cho ăn chưa được 30 giây nữa, nó ăn quốc sạch nhất mấy con ba bo trùng chỉ luôn, mấy con ba bo luôn các bạn ha. Không giờ cho nó ăn miếng trùng chỉ nữa nè. Các bạn cứ cho ăn cái này, nếu mà xịt cái bát cộng này vô các bạn cứ cho ăn thoải mái luôn. Và các bạn thấy nước của mình trong không? Chỉ là hơi vàng là do cái mùa này mưa nắng thất thường quá là mình cho lá bàn vô các bạn nha. Là chúng ta sẽ kìm được con cá khỏe hơn. Chứ còn nếu như các bạn mà để nước trắng á, thì các bạn phải có cái độ nước hợp lý thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà khi mà chăm lá bàn vô thì con cá nó sẽ khỏe hơn. Cái này là cái kinh nghiệm của mình đó. Rồi cái bầy coi đen nó cũng ăn hết bo bo luôn các bạn ơi. Bây giờ cho nó ăn trùng chỉ nè. Các bạn hỏi con này mắc không ạ? Không đâu, con này mấy chục à, rẻ. Dễ chơi. Con này đâu phải đồ xịn đâu. Rồi cái này là full gold nè các bạn nha. À, ăn đi mấy đứa. Cái này á, mà các bạn ngâm càng lâu á, mình có để ý rồi, các bạn ngâm càng lâu á là nó sẽ hiệu quả nó sẽ càng nhiều. Các bạn hiểu không? Trên nhà sản xuất thì người ta chỉ khuyến khích là ngâm 10 phút thôi, nhưng mà các bạn ngâm nửa tiếng cũng được. Này các bạn coi nè, nó ỉa nè. Thấy ghê không? Mình mới hút phân hôm qua đó. Bình thường nếu như mà không có cái này á, mình hút phân là nó phải sạch được 3-4 ngày. Còn này ỉa ghê lắm. Ỉa má ơi luôn á. Đây là phun gòn ghi bông các bạn nha. Ok các bạn, vừa rồi mình cũng chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ để giúp cho cá các bạn khỏe hơn và nước các bạn trong hơn. Thì nếu như bạn nào muốn mua sản phẩm này thì mình có để một cái link bên dưới cái miêu tả video này để cho các bạn mua hàng. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau và những cái tip nhỏ mẹo nhỏ về cái cách nuôi cá cho cá khỏe, ăn ngon các bạn nha. Ok, bye bye.